cầu góc vuông với cầu góc cong có tác dụng khác nhau không anh? Có chứ bác Nam Tún. Khác nhau đấy nhá. À, cái câu hỏi này thì em chia sẻ đam mê và truyền lửa tới nay là cả hơn một năm. Đấy. Nhưng hôm nay có một người hỏi tới cái cầu góc. Đấy, mà tới giờ em mới nhớ ra. Đây, em chỉ ghi cái bình luận đây. Có ông Nam Tún. Đấy, Nam Tún này, ông hỏi là cầu góc vuông và cầu góc cong có tác dụng khác nhau không? Hoàn toàn khác nhau các bác nhé. Hôm nay có câu hỏi này em rất là hay, và hầu như là em live stream tới nay hơn một năm rồi, chưa có bác nào mà biết được cái nguyên tắc và cái tác dụng của cái cầu góc. Đấy, hôm nay có một bác Nam Tún bác hỏi câu hỏi này, em sẽ chia sẻ thật là em chia sẻ với các bác. Bây giờ em sẽ hạn chế nói về những cái tật lỗi và nói về cái công trình dòng màu. Em sẽ nói riêng về cái cầu góc. Nó có hai loại cầu góc, tức là cầu góc vuông và cầu góc bóng ngựa. Đấy, ở ngoài Bắc ấy là gọi là cầu bóng ngựa đấy. Thấy chưa? Cầu góc vuông tức là cầu vuông góc và không có hình cong. Ok chưa? Còn cầu bóng ngựa là ngoài Bắc mình gọi là cái cầu cong ấy. Đấy, thì hai cái cầu này nó đều có tác dụng khác nhau. Đấy, nhưng mà để hiệu quả ấy, cá nhân em đánh giá hiệu quả, nếu như các bác không hiểu và không có biết cái tác dụng của cái cầu góc thì nó sẽ không hiệu quả. Trừ trường hợp các bác có những con chim trong nhà, các bác đang sử dụng những con chim quá hay, quá tố chất thì nó vẫn ăn giả bình thường. Còn những con chim mà ở mức độ gọi là trung bình khá, hoặc những con chim mà có bản tính khó thì các bác hoàn toàn là những người thất bại khi mà các bác bố trí cầu góc. Tại vì sao? Tại vì cái cầu góc vuông ấy thì nó sẽ làm cho con chim nó thăng bằng, bởi vì nó không có độ vấp, và đặc biệt là nó dễ đấu hơn. Thứ hai nữa là nó sẽ không chiếm nhiều diện tích ở trong cái lồng để nó làm cho con chim nó sẽ thoải mái hơn. Đấy, thế nhưng mà nó có một cái nhược điểm là gì? Nó có một nhược điểm là lỡ không may, nếu như mà con chim ban đêm mà nó lỡ mà nó giật mình nó nhảy ấy, thì cái cầu góc đầu vuông ấy, góc vuông ấy là nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó sẽ có cái khuỷu. Đấy, nó rất là nguy hiểm và nó dễ làm cho con chim rụng lông hơn. Đó là nó có một nhược điểm đấy. Nhưng cái cầu móng ngựa thì nó có nhiều cái ưu điểm, nhưng bên cạnh đó nó lại có một cái nhược điểm. Đấy, cái nhược điểm là gì? Nhược điểm mà các bác thất bại rất nhiều trên các đấu trường, thất bại rất nhiều trên các trận thi, đó là cái cầu móng ngựa nó quá cong. Đấy chưa? Cái cầu móng ngựa nó quá cong. Đấy, thế cho nên là cả các bác để ý là những cây lồng mà nếu như thợ làm một cái lồng cầu móng ngựa nó quá cong thì nó có một cái ưu điểm là gì? Tức là thứ nhất là nó không chiếm diện tích nhiều của cái diện tích trong lồng, không chiếm diện tích nhiều. Thứ hai nữa là cái cầu móng ngựa càng cong ấy thì các bác để cống càng dễ. Thấy chưa? Để cống càng dễ, tức là cái cống cho chim ăn uống ấy càng dễ, nó không bị cấn nhiều. Đấy, nó không bị cấn nhiều. Nhưng nó làm cho con chim trong quá trình chiến đấu ấy, nó sẽ bị chới với và hay bị trượt chân. Hay bị trượt chân, tại vì nó quá cong. Đâm ra con chim khi nó nhảy ấy, là nó sẽ mất rất nhiều sức và con chim nó phải để ý. Thứ hai nữa là nó rất dễ bị trượt chân. Cho nên các bác thấy để ý những con chim mà nó bu chụp, nó quá nhiệt, mà các bác để cầu móng ngựa nó quá cong, nó rất dễ bị hay trượt chân, rất thương bố. Đấy, đây là cái lỗi rất nhạy cảm và rất ít anh em biết. Đấy, cho nên là để mà hiệu quả nhất thì các bác vẫn nên chơi cái cầu móng ngựa. Đấy, vẫn nên chơi cầu móng ngựa thì nó sẽ có nhiều điểm hơn. Nhưng các bác không nói thở ấy, đừng lên làm cong quá. Không nên làm cong quá, làm cong bình thường thôi. Đấy, tức là cái đầu từ tiếp xúc, từ cái điểm mà găm vào nan ấy, thấy chưa, vào cái vanh ấy, tức là cong vừa, không nên cong. Cong bên ngoài thôi, chỉ có đoạn trong đấy đừng nên cong, cứ thẳng thẳng vừa vừa thôi là hiệu quả nhất. Bác nhá. Thuần mộc bằng lồng lực 60, ok không anh? Quá tuyệt vời, bác Sơn Phạm nhé. Để mà nói thuần mộc thì cái lồng 60 đó là cái lồng thuần mộc chuẩn nhất và không có gì để bàn cãi, bác Sơn Phạm. Đấy, chuẩn nhất và không có gì bàn cãi, bác nhé. Việt nhung kính chim dí đuôi đớp gió có cách nào khắc phục? Dạ không, bác Việt nhung chính. Những con chim này cũng là con chim lỡ lên đấy, rất là bạo chi, bác Việt nhung kính nhé. Nhưng mà nó cũng là thuộc dạng những con chim tố chất. Thông thường đó là bệnh của con chim, nhưng mà nó lại nằm ở trong con chim tố chất, đó là 100%, bác Việt nhung kính nhé. Tức là trong cái chuyện con chim đang đấu, nó nhiệt, chim nó quay nó dí đuôi,
bác phải trong kính nhá, đang đấu nó nhiệt chim nó quay nó dí đuôi ngay, chứ không phải là nó bỏ đấu đâu, nó đang đấu ấy, nó mà quay nó tức quá quay nó dí đuôi luôn bác nhá. Phúc Trần Văn, chim bị sưng móng chân chữa thế nào ạ? Cái này thì bác phải cho em cái hình cụ thể thì sẽ chỉ cho bác, chứ còn nó có nhiều nguyên nhân bác Phúc Trần Văn nhá, nó có nhiều nguyên nhân. Vâng, bác cứ thuần nó bình thường bác phải khoanh nhá, nên thôi bỏ cái lồng rộng thuần nó ok hơn, nó đỡ bị tật lộ hơn bác nhá. Những con chim mà các bác đã ưng ý thì nên bỏ lồng rộng để thuần nó cho tốt hơn. Vâng, chim bị ho thì đó là bệnh thông thường và bất kể một nghệ nhân nào nuôi chim cũng đều bị ho cả, bác lưu hệ nhá. Thế nhưng mà các bác phải có thuốc ho và có cách điều trị hợp lý thì nó sẽ ok hơn. Cứ đến lồng là chim bông chè có thuốc ho anh dạ bình thường, tại vì các bác nuôi con chim tới 7 năm thì thông thường nó sẽ chăm chủ, đó là chăm chủ nó sẽ bình thường, bác sáng không nhá. Vâng, hơi trễ rồi, em xin chào tất cả các bác, em chào 317, 18 bác. Em xin phép được xuống live các bác nhá, trễ rồi thì em xin phép được xuống live để các cháu đi ngủ, mai còn đi học. Có gì ngày mai em rảnh em sẽ lên sớm hơn, hôm nay có công việc cho nên là lên hơi trễ. Nên là cũng giải thích các bác được một số những cái ý kiến cũng như là một số cái căn bản mà các bác đang còn chưa biết. Thì hôm nay em sẽ trả lời một số câu hỏi như vậy, có gì ngày mai em sẽ lên sớm hơn để hỗ trợ với các bác. Chúc các bác buổi tối vui vẻ nhá, chúc 322 bác những ngày cuối tuần thành công, chim cò luôn ổn định và đạt giải thưởng cao trên các giải đấu bác nhá. Anh cho em hỏi cách chữa trúng gió nhẹ cho tính chất lạnh đột ngột. Vâng, con chim mà trúng gió nhẹ chuẩn hơn bác Phi Vân Văn, anh em mình học hỏi nhau. Chào bác Trương Bá. Những con chim mà bị trúng gió nhẹ thì chữa cũng rất đơn giản, không có gì là khó cả. Cái thứ nhất là khi các chim bị trúng gió, các bác đầu tiên là phải có một chai dầu miên. Đây là một cái loại dầu mà hiệu quả nhất khi mà chữa những con chim bị trúng gió. Tất nhiều anh em có thể dùng dầu tràm, dùng dầu gió khác, đấy, có thể dùng dầu Singapore, đấy, rồi dầu Phật Linh. Thì tất cả các loại dầu, cái công dụng chính của nó là trị gió, đúng không ạ? Trị gió rồi giữ ấm, đó là cái công dụng chính của cái dầu. Thế nhưng mà với em ấy thì em cũng đã từng trải nghiệm qua và từng sử dụng qua rất nhiều các loại dầu, rất nhiều các loại dầu. Và em nói thật với các bác là em là cái thằng rất tò mò và hay nghịch. Nói nôm na là rất hay nghịch. Thứ nhất là em nghịch về cái công dụng để liên quan tới dòng chim dầu màu. Thứ hai nữa là em rất hay nghịch về cái dòng dầu màu. Đấy, tại vì sao? Tại vì em là một người chuyên gia gọt bổi lên để chơi, chứ em không mua chim thi, dứt khoát cuộc đời em chưa bao giờ mua chim thi cả. Nhưng để mà nói không mua chim thi thì hơi nói láo. Em thật, để mà không bảo là không mua chim thi, tức là nếu cho trường hợp con chim thi mà người ta nuôi không được, đấy, mà bị tụt lửa, thì em sẽ vực lại để em chơi, nhưng với điều kiện là phải giá rẻ. Đấy, thì em mua. Chứ còn con chim thi mà giá đắt thì em không mua, đó là dứt khoát. Tức là những chú chim mà người ta nuôi bị tụt, chim thi ấy, nuôi bị tụt, không vực lại được, mà giá cả hợp lý, vừa phải, thì em chấp nhận để em mua về để em vực lại. Đấy, còn em thì tới là 95% là hoàn toàn chim mọc rừng em gộp trên em chơi. Đấy, cho nên là với những con chim giá tiền của em mua trong con mọc thì nói chung là cũng loanh quanh gọi là 3-4-5 triệu, con nào cao tố chất thì gọi là kết lắm cơ, kết lắm thì nó cũng phải là tầm 6-7 triệu tầm đấy. Thế cho nên là với cái giá tiền tầm bình thường, cho nên là em rất là nghịch về con chim. Đấy, em thử nó đủ kiểu hết. Thế cho nên là để mà chữa một cái chim trúng gió thì nó cũng trải qua nhiều vấn đề, và em đúc kết lại chỉ có cái dầu miên mới là một loại dầu mà chữa con chim trúng gió hiệu quả nhất trong quá trình anh em nuôi nhốt mà nó bị trúng gió các bác nhá. Đấy, em nói thật với các bác, thế chỉ có cái dầu miên là một cái loại dầu mà hiệu quả nhất để mà chống trúng gió cho tất cả các chiến binh. Vậy thì để cách chữa con chim trúng gió như thế nào, rất đơn giản, nhưng mà đơn giản đối với người biết và không đơn giản đối với người không biết. Những con chim mà các bác trúng gió, điều đầu tiên các bác nên nhỏ xuống góc lồng, bốn góc lồng, mỗi người mỗi góc một nhọt dầu miên đấy. Thứ hai là các bác bôi lên cầu cho nó để cho nó đậu. Đấy, tại vì con chim trúng gió nhẹ ấy, là nó vẫn đậu lên cầu được. Các bác bôi nhẹ lên cầu để con chim nó ấm gan bàn chân, nó ấm cái gan bàn chân. Đấy, nếu như con chim mà bị trúng gió nặng thì các bác phải bôi đi cái chiếc đũa ấy mà mình ăn cơm ấy, các bác thọc vào trong lồng ấy để cho con chim nó bám chân vào, cũng để cho nó ấm bàn chân. Nếu như các bác không làm được đấy sớm, con chim nó bị rút cơ và nó sẽ yếu con chim về sau. Đấy, các bác nhá,
nó bị rút cơ và nó yếu chim vào sau. Thế cho nên là các bác làm sao để cho chim tiếp xúc được cái đầu miên nhanh nhất, tốt nhất. Cho nên là thông thường các bác thấy con chim trúng gió là nó rất là yếu. Đây là nguyên tắc. Và cái thứ hai nữa, để tiếp theo để phục hồi chim thì các bác nên ra tiệm thuốc tây, các bác mua cho em cái viên xê sủi ấy, cái loại mà bà bầu hay dùng để uống nước cam ấy. Đấy, cái loại đấy thì cái loại mà thông thường thì 35.000 một hộp, còn các bác nuôi càng loại tốt thì càng cao tiền. Đấy, nhưng mà anh em mua cái loại tầm 35.000 là được rồi. Các bác về các bác bẻ 1/4 ra, các bác lấy một phần các bác bỏ vào cống nước, sau đó cho một viên vitamin B1. Đấy, vitamin B1 và cái loại mà 15.000 một hộp và 100 viên ấy. Đấy, mà một số anh em cây cảnh người ta hay đưa về, người ta đập ra, người ta pha để đổ vào cốt cây cảnh ấy. Cho hẳn một viên vào trong cống nước để cho con chim uống các bác nhé, để con chim uống. Nếu như con chim mà bị trúng gió nặng thì các bác tuyệt đối không được cho ăn bột và không nên cho ăn trái cây, bất kể là cái gì cả, chỉ cho uống mình nước ấy thôi. Đấy, qua một ngày chú chim đó khỏe mạnh bình thường lại, ăn uống được các bác mới cho ăn bột và cho ăn trái cây lại các bác nhá. Chứ có nhiều con chim mà nó bị trúng gió thì nó rất là yếu. Đấy, nó yếu thì khi mà nó nhịn trong thời gian dài, nó đói ấy, là con chim sẽ mổ miếng to nó ăn và nó rất dễ bị nghẹn. Mà nó nghẹn nó đang đuối nó dễ bị chết. Đấy, thấy chưa, nó dễ bị chết. Cho nên là các bác tuyệt đối những con chim mà bị uống gió ấy, là không nên cho ăn bột và cho ăn trái cây trong ngày đầu tiên. Đấy, khi con chim nó khỏe mạnh, các bác cảm giác con chim nó nhảy cầu được, an toàn được, lúc đấy các bác cho ăn bột cũng không muộn. Đấy, sau đấy khi các bác cho ăn bột rồi, các bác nên pha một ít mật ong với nước ấm, mật ong rừng ấy, cho uống tiếp một ngày nữa. Sang ngày thứ ba bắt đầu các bác chăm sóc bình thường lại. Ok chưa? Đấy, đây là cái cách sơ cứu để chữa một con chim trúng gió các bác nhé. Em chào 299 bác Huy Đường, anh cho hỏi chim bị sâu lông có thuốc nào chữa được không anh? Có những con chim sâu lông ấy thì thực sự là để mà chữa nó ấy thì nó cả một vấn đề. Đấy, thế thì để mà chữa sâu lông thì các bác nó phải có thời gian, và khi con chim thay lông thì nó mới cải thiện. Tại vì bộ lông là bộ lông vĩnh cửu của một con chim trong một năm các bác nhá. Riêng về lông tròn màu, đó là một bộ lông vĩnh cửu trong một năm. Cho nên khi con chim bộ lông nó ra thế nào thì nó y như thế và không thể thay đổi được, và cũng không có cách nào khắc phục được trong quá trình các bác chăm sóc. Trừ trường hợp khi con chim thay lông, các bác mới có quyền can thiệp, chăm sóc và cải thiện. Đấy, đó là trong khi con chim thay lông các bác nhé. Cho nên khi con chim thay sâu lông ấy, thì khi con chim chưa thay lông, các bác nên dùng nước tắm hỗ trợ nó, đặc biệt là như nước tắm Nhất Hoàng mà em đang sử dụng đây. Đấy, không phải là em quảng cáo Nhất Hoàng đâu, Nhất Hoàng không trả lương cho em, nhưng mà em sử dụng, em dùng, em thấy rất ok, rất hiệu quả cho những công cuộc để mà đổi mới bộ lông chim. Đấy, đặc biệt là khi chim thay lông là các bác dùng nước tắm Nhất Hoàng, nó rụng đốt rất nhanh, tức là nó làm cho mềm cái chân lông ra, con chim rụng đốt nhanh và hỗ trợ chống đợt mà. Đấy, cho nên các bác khi con chim cho lông, các bác cứ tắm nước tắm Nhất Hoàng cho em. Bắt đầu khi con chim đổ lông, các bác ra ngoài tiệm thuốc tây ấy, các bác mua cái viên cái chai thuốc mà OPVC ấy, cái thuốc gọi là thuốc đỏ ấy, để mà các bác sĩ người ta dùng để diệt khuẩn các vết thương ấy. Đấy, các bác mua cho em chai, cái chai đấy nó chỉ có 10 mấy nghìn thôi, 15.000 thì phải, em nhớ không nhầm 15.000. Các bác nhỏ xuống máng khoảng chừng vài ba giọt cho chim tắm các bác nhá. Đây là cách chữa sâu lông để con chim nó hoàn thiện bộ lông lại. Ok chưa? Thường bác dùng vitamin cho nửa uống nước thì cho bao nhiêu giọt vitamin để bệnh dạ? Bác Kiều Lê, các bác cứ pha cho em tầm nửa uống nước. Mới bắt đầu uống thì con chim nó có thể sợ, nó uống ít, nhưng mà sang dần dần ngày thứ hai thứ ba nó quen dần và nó bắt buộc nó khát nước, nó phải uống. Đấy, thì cho nên là nó sẽ quen dần, thì các bác cứ pha cho em nửa cốc nước thôi. Các bác nhỏ cho em 2 giọt, bóp 2 tiếp đấy là vừa chuẩn xác luôn, bác Kiều Lê nhá. Tùng Văn, chim bổ nuôi 9 tháng, lồng kè chim toàn mua mái hot rít là đấu là sao bác? Em phải chúc mừng bác. Bác đang giữ con chim bổ rất hay và tố chất. Bác Tùng Văn nhá. Thứ nhất là đầu tiên chúc mừng bác. Bác đang giữ con chim bổ tố chất và có bản lĩnh. Đấy, những chim này là thường nó là tuy đồng bổ nhưng nó biết kích thích và nó biết tạo cho nó, cho đối thủ có cảm giác đấu. Đấy. Cho nên là vấn đề này rất là tốt, không có gì là sao cả. Bác nhá, không có sao cả. Bác cứ chăm nó bình thường. Nhá. Con chim thi em đang ổn định, giờ đang có hiện tượng thụt cổ, xù rũ nhiều, là vì vậy có chơi, nó chơi kiểu bị mất nhịp, mặc dù trước kia chưa chơi rất nhiệt huyết. Bác có những con chim này thì nó có thể là đang bị bể lực và nó thụt lửa, bác vi phạm nhá. Có những con này thì bác nên dùng vitamin nano, là hiệu nó rất là tuyệt vời đấy.
thay chim thanh long có cái nào? Dạ, những con chim thanh long này các bác để nó yên tĩnh, cho ăn trái cây mát nhiều, hạn chế đụng chạm, đặc biệt là các bác nên cho ăn thêm ăn cào cào vào nhé. Không thấy đâu bác. Vâng, con chim mà nó múa nó xoay cầu thì làm sao nó đấu được bác Tùng Ván? Không phải đấu đâu bác nhá. Không cần quấn đấu, cứ như thế là được rồi. Những con chim đấy thông thường là chim tố chất đấy. Nhưng mà chẳng qua những con chim nó còn nín nước. Bác Tùng Ván nhá, nó còn nín nước. Và những con chim bị phình lông thì các bác phải nuôi, phải chờ nó thay lông lại bác. Các bác Hoàng Toan nhá. Sang Nguyễn, chim ăn ít ăn cám, cho dù em đổi cám mấy lần rồi nhưng vẫn ăn ít cám anh, chỉ giúp em. Không, cái này là tính đấy của con chim nhá. Tính đấy của con chim. Chim lên nan cũng bị hạ anh, đâu có ai hạ đâu bác, chả ai hạ cả, không biết ai hạ chứ còn em này em không hạ đấy. Chim yếu em mới hạ chứ còn chim lên nan sao hạ được nhá. Cào cào chuồn nó ăn mấy lần là mấy ngày, nói chung là tùy hãng cám, nhưng mà nếu anh em nào đang dùng cám nam ấy thì nên cho ăn hàng ngày bác nhá, nên cho ăn hàng ngày. Chào bác Phương Nam. Chim leo vanh bô chụp nên để cầu ngang hay cầu góc? Cộng một ngang hả anh, mà nó kèm xuống bố lồng. Theo anh chỉ mà vẫn không sợ nhà không, những con chim thế này bác Phương Khánh này, những con chim mà bu chụp ấy thì các bác nên nốt những cây lồng thái hoặc những cây lồng sinh đấy. Tiếp theo đó là các bác nên chơi bùa, nên chơi hai cầu thẳng đấy, nên con chim bu chụp, tại vì nó bu chụp thì nó mất lực nhiều, cho nên cho nó đánh cầu thẳng thì nó đỡ tiết kiệm lại để nó dung hòa lại. Thứ hai là khi con chim nó hung quá, nó bu chụp nó hung thì bắt buộc nó phải xuống bố, khi mà nó dí chim bác Phương Khánh nhá, khi được với chim thì các bác căng cước, nhưng mà các bác nên căng chéo cho em, tức là căng chéo thế này này đấy, tức là một bên thấp và một bên cao, cái bên cao thì các bác kéo lên gần tới cầu cho em, còn bên thấp thì các bác cứ để dưới cái tang lồng ấy, được chưa? Còn bên cao các bác cứ kéo lên gần cầu thì con chim nó sẽ hạn chế rất nhiều. Bác Bằng Khánh nhá. Chim cắn phá lông cánh với lông đuôi là bị sao vậy anh? À, bác Nguyễn Thanh. À, cái câu hỏi này cũng giống như hôm qua bác Đinh Rồng ấy, bác cái sân si đấy, bác đổ thừa cho cám đấy, bác Nguyễn Thanh nhá. Cái vấn đề này là cái này là cái tật lỗi của dòng dòng màu đấy, cái tật lỗi của dòng màu. Và đặc biệt nếu như con chim các bác này, cái cắn phá cánh và cái phá đuôi, đồng ý nó là một lỗi phá hoại thân thể, nhưng con chim vuốt đuôi ấy đó là bệnh đấy, còn con chim cắn cánh ấy đây là lỗi. Đấy, bác Nguyễn Thanh nhá, em phải phân tích rõ nè. Con chim vuốt đuôi là bệnh. Đấy, có người gọi là lỗi. Đấy, nhưng mà đúng chuyên môn thì gọi đó gọi là bệnh. Đấy, nhưng đã là cắn cánh á thì đây mới là lỗi. Bác nhá, những con chim mà cắn lông cánh thông thường đó là chú chim tơ mà lỡ lên. Đấy. Cũng như cái bệnh vuốt đuôi, nó là cũng thuộc dạng những chú chim có tuổi rừng non mà lỡ lên, nó đặc biệt nói thế. Những con chim già cũng có nhưng rất ít. Thấy chưa? Thứ hai nữa là các bác nuôi nhốt con chim nó bị stress, chăm sóc không đúng, nó bị stress. Và đặc biệt là có chú chim này nó hung dữ, rất tố chất và hung dữ, và nó kích thích con chim và nó bực tức trong quá trình chăm sóc, nó bị lừa ảo, đâm ra nó vuốt đuôi và cắn cánh, đó là chuyện rất bình thường. Đấy. Thế thì những con chim mà nó bị vuốt đuôi thì các bác có thể chữa được, nhưng nó đã cắn cánh thì hầu như các bác không thể chữa được. Bác Nguyễn Thành nhá, em phải tích rõ hai lỗi này. Khi con chim nó đã đưa cái mỏ lên nó cắn lông cánh thì em đảm bảo với các bác đừng bao giờ mơ mộng các bác chữa trị được, các bác ạ. Nếu như cắn đuôi, vuốt đuôi thì vẫn có thể chữa được. Đấy, tức là các bác đầu tiên các bác phải tắm rửa nó hàng ngày. Đấy, điều đầu tiên là các bác phải tắm rửa hàng ngày. Thứ hai là không được trùm lồng nó, trùm áo lồng ở ban ngày. Các bác chỉ trùm nó ban đêm thôi, trước khi đi ngủ. Bác Nguyễn Thành nhá. Đấy, cho nên là cách trị là không được trùm nó và tắm rửa hàng ngày. Em làm rồi, căng chéo nó vẫn không sợ anh ạ. Đu dây luôn. Ui giời ơi, em cho bác một cái phương pháp chiêu cuối cùng nhá. Bác lại quay ngược này, bác căng ngang cho em dưới ở dưới cái tang ấy. Thấy chưa? Bác căng ngang cho em. Sau đó gần dưới cái, bác cứ để ý chỗ nào mà nó thường xuyên sụp bố ấy. Bác Phương Khánh nhá, bác làm thử đi. Có cái nào nó hơi mất thẩm mỹ gì, bác để dưới ngay cái chỗ mà nó sụp bố ấy, bác lấy cái mà anh mà nhà mình hay chùi nồi ấy, mà cái này là rất nhiều anh em thành công, bác để chỗ nào nó hay sụp đó bác để ở đấy bác nhá, hết ngay. Đó là cái phương án cuối cùng cho những chú chim mà không sợ cước đấy, bác mừng anh nhá. Rất nhiều anh em thành công và đã từng đá xe đấy bác ạ.
vút đuôi em cắt lông đuôi nó có quên hết không anh? Dạ không bác Nguyễn Đăng Sơn ơi, cái này nó gọi là cái bệnh của bác, cái này gọi là bệnh mà đấy. Nhưng mà nó khi mà con chim nó hình thành về tật lỗi về bệnh trong con người của nó ấy, tức là nó không thể quên được, nếu như sau này nó có ra thì nó cũng sẽ bị lại đấy, không hết được bác nhá. Nó giống như bệnh ngoái ngữ ấy nhá. Chào bác Hùng Kim Vũ. Vitamin phải dùng chung với cám nam mới có tác dụng anh? Dạ không, cám nào dùng cũng được nhưng mà tốt nhất thì nên dùng với cám nam đấy. Nhưng mà cám nào dùng cũng được, nó đều có hiệu quả cả và 100% là ổn định, 100% hiệu quả bác nhé. Quyết định nhớ, thầy cho em hỏi chim bổ mới về có cần phải chùm ba mặt không hay cứ mở toang ra cho nó thuần, bao giờ thuần mới chùm ba mặt gà? Không phải chùm ba mặt chứ bác, bởi ba mặt chùm ba mặt chứ bác bởi hết ra là con chim nó tung nó chui, là con chim nó lại càng nhát mà nó bể đầu, bác quyết định nhớ nhé. Ngọc Sáng, bác nói quá chuẩn. Ok bác Ngọc Sáng nhá, cảm ơn bác. Cám của anh bán bao nhiêu tiền một cân? Dạ không, em không có phải là cám của em bác Huy Đường ơi. Đây là cám Nam Đà Nẵng và thương hiệu này em dùng. Đấy, tức là em lấy tại nhà sản xuất thì được giá rẻ và em hay chia cho các bác. Đấy, thông thường là 10 gói là 500.000, tức là 5.000 một gói đấy. Rẻ hơi rẻ hơn thị trường là 10.000 một gói. Đấy, chị em không có buôn bán và em không có sản xuất cám bác Huy Đường ạ. À. Em nói rõ ở trên livestream mà, em không phải là buôn bán và em cũng không phải là sản xuất cám. Tức là em lấy được giá rẻ thì em sẽ hỗ trợ với các bác giá rẻ, tức là một cân như vậy là 5 gói thì giá sẽ là giá 55.000. Còn nếu mà các bác lấy 10 gói ấy, thì em sẽ đề nghị hãng là hỗ trợ cho các bác là 50.000 một gói bác Huy Đường nhá. Chứ em không có sản xuất cám mà em cũng không có buôn bán cám.